Các em đã biết rồi đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài yoga. Đây là cô giáo yoga của các em, cô giáo Renuka. Chúng em chào cô. Cô chào các em. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu luôn nha. Dạ cô. Chúng ta phải thư giãn đầu óc trước. Cố gắng đưa ngón tay chạm vào bàn chân. Cố gắng đầu gối càng thẳng thì càng tốt nha mấy em. Cố gắng lên posa. Em nhìn cô giáo làm kìa. Đưa tay lên trời, hít thở thật sâu vào. Thư giãn hoàn toàn đi. Thêm một lần nữa. Gặp người. Em sao vậy? Có sao không Bosa? Nếu em thấy mệt thì em nghỉ một chút đi. Dạ em không có sao cô ơi. Em cảm thấy như bị chuột rút. Nhưng giờ em hết rồi. Vậy tốt rồi. Thiệt chứ? Dạ. Rồi tiếp theo, tất cả chúng ta sẽ cùng làm lại một lần nữa. Gập người xuống. Đồng thời thở ra để không còn không khí ở trong bụng nữa. Giữ mấy ngón tay. Đụng vào bàn chân. Làm tốt lắm. Rồi, đưa lên. Đưa hai tay qua hai bên. Giờ cô sẽ chỉ cho các em các động tác tiếp theo. Các em hãy đưa tay ra đằng trước ngực. À, từ từ chùng gối chân ngồi xuống. Từ từ. Giống như đang ngồi trên ghế. Giữ lại thêm một lát nữa. Rồi, từ từ trở về vị trí ban đầu. Mày gan quá. Làng này là làng của tao. Vậy mà tụi bay lại dám ra tay đánh con tao. Tụi bay có tin là tao chôn sống tụi bay ở đây luôn không hả? Không biết hiện giờ anh Buska sao rồi. Không được đâu Makera. Nhiều đây là quá ít cho những gì mà chúng tôi đã làm. Tôi còn phải chia phần này cho 4 người khác nữa mà. Anh ấy không bằng cấp kệ của chú đâu mà. Bỏ ra đi. Không bằng cấp chứ đang cầm cái gì trên tay đây. Không thấy sao? Nhìn kỹ đi. Nó vẫn còn cầm kệ của tôi trên tay đây nè. Mày chỉ là một thằng ăn cắp thôi. Gì đây? Còn muốn đòi thêm tiền nữa hả? Chuyện tôi nhờ ông đâu có khó làm. Nhưng mà thôi, Akira sinh này cũng không phải là kẻ nhỏ mọn. Với lại anh cũng làm tốt công việc của mình. Có nằm mơ cũng không ai ngờ được người đứng sau những chuyện này lại là người đang chuẩn bị bầu cử như tôi. Đây nè, chịu chưa? Đi tận hưởng chút đi. Dạ cảm ơn ông.
Mẹ ơi, con đi học nhé mẹ. Sau đó con sẽ đến lớp học thêm luôn. Đến tối con sẽ trở về nhà. Manu, con cầm lấy đi. Mẹ ơi, con có rồi mà. Hôm nay mẹ có làm món con thích nhất nè. Theo như mẹ nhớ thì Boza cũng thích ăn món này lắm, cho nên mẹ chuẩn bị một phần nữa. Trên đường đi học con hãy đưa cho nó. Dạ mẹ, bây giờ con không thể đưa được. Còn nếu để đến chiều tối mới đưa, con sợ là bị hư đó. Hay mẹ nhờ ai đó đem đến cho Boza giùm con nha. Được, không sao. Để mẹ coi, nếu như mẹ không nhờ ai được thì mẹ sẽ tự mình đem đi. Con đi học đi, trễ rồi. Dạ con đi học đây, tạm biệt. Những gì mình nghĩ trong đầu đều không sai. Manu đang tìm cách tránh xa Boza đây mà. Tốt thôi, giờ mày đã biết hết mọi chuyện rồi đó. Nói thiệt là bắt tao đóng phim hoài, tao cũng thấy mệt mỏi quá rồi. Ngay từ đầu tôi phải biết ông chính là người đứng sau những chuyện này. Tôi không ngờ con người của ông lại hèn hạ đến như vậy. Người đàn ông như ông tôi đói thiệt, còn thua phụ nữ gấp trăm ngàn lần. Từ đầu tao đã không coi mày là con gái của tao, cho nên nếu như mày vẫn tiếp tục sỉ nhục tao như vậy, tao sẽ giết chết mày bằng những cách ghê rợn nhất. Tôi thích ông dám đụng đến tôi đó ông già. Ông hãy đụng đi. Mày nói hay lắm. Chứ sao tay chân mày bị thương như vậy hả? Mày có thể làm gì tao đây hả? Nhờ thằng chồng của mày hả? Cái thằng điên đó, nó tự lo cho bản thân mình còn chưa được, cho vài người đánh là nó bán sống bán chết rồi. Mày nên nhớ thằng chồng mày nó không có não nghe chưa. Mày nên tự lo cho bản thân mình đi. Nếu không thì ngay cả mày tao cũng không tha đâu. Mày dám hăm dọa tao hả? Để tao coi mày sẽ làm gì. Mày cứ yên tâm đi, không có gì đâu Cam Ly à. Tao cho người canh chừng thằng chồng điên của mày rồi. Nếu như mà nó có ngồi dậy, cứ việc đánh nó thẳng tay cho nó què luôn, để nó thành tàn phế suốt đời. Tôi thích ông đó, ông nghe chưa? Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám đụng tới anh ấy một lần nữa, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Ghê quá. Hà Khi, em nghe gì chưa? Dễ sợ thiệt. Con gái của ba, sao con dám thách thức ba của con như vậy chứ? Thần linh ban phước. Tôi muốn gặp Buska ngay bây giờ. Tao không cho phép thì làm sao mày có thể đi được? Mày nghĩ mày là ai hả? Mày có thể chống lại tao được sao? Kundan. Dạ con đây ba. Con mau đi, tới phòng thằng đó kéo xác nó lại đi cho ba đi. Không, đừng Kundan. Nó không thể đi được đâu. Ba Kundan, ai ngăn cản sẽ bị đánh gãy chân. Dạ được thưa ba. Đừng mà Kundan. Mày bị làm sao vậy Cam Ly?
Lúc nãy mày muốn gặp nó, sao bây giờ lại không muốn vậy? Để tao nói cho mày nghe nha con khốn. Tốt nhất mày nên nghe lời tao. Chừng nào chưa bầu cử xong thì chừng đó tụi mày chưa thể nào ra ngoài. Mày cũng biết rồi đó, ba của mày không phải là người bình thường. Tốt nhất nên nghe lời. Còn nếu như mày không nghe, quá khứ sẽ lặp lại, nghe chưa? Đừng có ở đây mà cứng đầu với tao. Mày là con chuột, còn tao là con cọp, mãi mãi là như vậy. Mày nên nghe theo lời tao nói, ngoan ngoãn một chút, im lặng một chút đi. Mày không còn nhớ chuyện gì nữa hả con điên? Những gì trước kia tao đã làm với mày, mày quên là tao đã giết chết ai bỏ trốn cùng với mày rồi hay sao? Tao tưởng là mày sẽ không bao giờ quên chứ, hả? Nói đi, tao giết chết cái thằng nào hả Cam Ly? Cái thằng ngu si dám dấn thân vào cuộc đời xui xẻo của mày đó. Tên của nó là gì? Gunan, tên thằng đó là gì? Dạ là Goban. Goban, mày nhớ chưa? Nếu mày còn dám lên mặt với tao thêm một lần nào nữa thì tao sẽ cho thằng Butka theo thằng Goban luôn đó. Mày nghe chưa? Đừng mà, đừng. Akhenazin. Bỏ tay ra. Anh làm gì con bé vậy hả? Bỏ con bé ra nhanh lên. Anh bỏ ra coi. Bỏ ra. Tôi hỏi cô đang làm gì thì có. Cô không thấy nó đang bị thương hả? Cô đừng có đụng tôi. Nếu không nó sẽ bị thương nặng hơn đó. Akhenazin. Cầm. Cô đừng có quên, đây là nhà của tôi. Chỉ có mình tôi mới có quyền lớn tiếng trong nhà này. Anh mà bỏ con bé ra, anh không nhìn thấy con bé đang đau đớn hay sao hả? Anh bỏ nó ra coi. Tôi không bỏ ra thì sao? Anh bỏ ra chưa? Cô định làm gì tôi hả? Cô định làm gì tôi? Cô đi tìm quỷ viên Yadixin hả? Đi, cứ đi tìm quỷ viên Yadid đó, nói hết mọi chuyện đi. Sao cô còn đứng đó nhìn tôi nữa hả? Cô rất muốn nói ra tất cả mà. Nói. Cô tưởng là tôi sợ cô hay sao Mangala? Hãy nên nhớ một điều, tôi là chủ nhà này. Tôi có thể làm những gì với một quá phụ như cô ha? Cô chỉ là một con quá phụ chết chồng. Tôi có thể thề với thần linh và thề với chồng của cô luôn. Mỗi ngày tôi sẽ giết chết một người trong gia đình này, từng người một. Cam Ly. Nè, tôi vẫn còn chưa nói hết mà Mangala. Hôm bữa cô nói gì? Cô không còn là Mangala yếu đuối của ngày xưa. Cô thay đổi, cô còn có rất nhiều sức mạnh đúng không hả? Vậy cô cho tôi coi sức mạnh đó là gì đi. Giờ tôi cũng không còn là Akhenazin trước kia. Tôi cũng đã thay đổi rồi nè. Tôi độc ác hơn xưa rất là nhiều lần. Sống hay chết đều là do Akhenazin này ban cho hết. Cô nghe gì chưa? Cô có muốn coi trước không hả? Hả? Để tôi làm cho. Gundan. Dạ con đây ba. Lấy kiếm lại đi cho bà. Bà sẽ chém thằng điên đó đã làm nhiều mảnh, dứt ra đường cho chó ăn. Không. Bà ơi ba. Đừng bà ba. Đừng bà. Con cầu xin ba. Bà ơi ba. Bà đừng làm hại anh Butka mà ba.
Ba ơi, con cầu xin ba mà ba, ba làm ơn tha cho anh Muska đi. Cô thấy con bé này can đảm ghê chưa Mangala. Tôi cũng muốn dành nhiều tình thương cho con gái của mình mà. Vậy con, vậy đi con gái của ba. Vậy vậy vậy. Đừng ba, đừng. Lần tới con nhớ nhà con. Nếu như mà con dám lớn tiếng thì cậu chồng của con ha, nó sẽ đi theo vô ban hoặc là đi theo ba mẹ của nó xuống suối vàng luôn. Đừng mà ba, đừng mà ba ơi, con cầu xin ba. Cút. Con gái. Cô thấy chưa Mangala? Cô Anandi, tôi thấy cô lỗi quá. Cô không muốn đi coi phim, nhưng vì tôi mà cô mới chịu đi. Cảm ơn cô rất nhiều. Anh không cần cảm ơn tôi đâu bác sĩ. Hôm nay tôi coi phim cũng thấy rất là vui mà anh. Vậy để tôi đi lấy xe nha. Chị Am à, cầm giỏ cho mẹ đi con. Nè, nè, nè. Xin anh đừng đánh tôi, xin đừng đánh tôi mà. Đứng dậy, đứng dậy. Tôi cầu xin anh, xin anh đừng đánh tôi. Tôi hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Anh à, anh à, anh làm ơn đi, tha cho tôi đi mà. Làm ơn thả tôi ra đi. Làm ơn đi anh à. Ông đứng lại. Anh ta định giật túi xách đó. Đừng bắt tôi mà. Làm ơn đi. Đi. Thả tôi ra đi. Làm ơn. Tôi sẽ không như vậy nữa đâu. Cảm ơn. Chú giỏi quá. Hồi nãy nhìn chú rất ngầu, giống như mấy anh hùng trong phim vậy á. Chú cũng biết võ karate hả? Chị Am, ba của chị là đai đen karate đấy em à. Con không nên trở về đây cô ơi. Con không nên trở về đây. Đáng lẽ ra con phải ở lại đó. Một khi đã là quái vật thì không thể nào trở thành người được đâu cô. Ba của con thì khác. Ông ấy thậm chí còn độc ác hơn quái vật. Con không thể nào ở lại đây. Không thể nào. Không đâu cô. Tất cả đều tại cô hết. Cô kêu con về đây ở cùng với mọi người. Cô không biết ba của con lại có thể độc ác tới như vậy. Giờ con định làm gì? Trở về nhà chồng sẽ tốt hơn hả? Bây giờ con và Buska giống như là đang sống ở trong rừng vậy. Chó sói ở khắp mọi nơi. Rất có thể chú của Buska đang đợi con quay trở về căn nhà đó. Nguy hiểm lắm. Bây giờ con đã không còn lựa chọn nào hết cô ơi. Con sẽ đưa Buska đi, đến một nơi không ai biết tụi con. Chỉ có như vậy tụi con mới được an toàn thôi cô. Không được con gái. Nghe thì có thể được đó, nhưng không khả thi. Thử tưởng tượng đi, nếu mà con hay Buska xảy ra chuyện, ai sẽ là người giúp đỡ cho các con đi? Vậy thì con phải làm gì đây hả cô? Cô nói đi, con nên làm gì đây? Cô chỉ con có được không?
Con có nên ở lại trong căn nhà chứa toàn quỷ dữ như vậy không cô? Con có nên sống với sự sợ hãi từng ngày từng giờ như vậy không hả cô? Cô biết hiện giờ con đang cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Con phải bình tĩnh, đừng nói thêm bất cứ điều gì khiến ba con phải tức giận nữa. Nghe cô nói, có thể con can đảm nhưng còn sức mạnh con lại không có, Cam Ly à. Con thực sự rất dũng cảm, cô không muốn con thay đổi điều đó đâu. Nhưng con gái, thời điểm hiện tại con không có sức mạnh để chiến đấu, con không thể nào đối đầu với ba của con được đâu. Vì chồng con hãy cố gắng chịu đựng. Nín, đừng khóc nữa con. Cầm lấy. Thần Linh ơi, Hà Khi, cô nên đưa nó cho ai khác chứ. Sao cô có thể làm chuyện này? Không có ai ở bên cạnh tôi hết, biết làm sao. Cha Ni thì mắc dọn dẹp nhà cửa rồi, Umi có thai nên không thể nào làm việc nặng nhọc được hết trơn á, để nó nghỉ ngơi. Còn con Nimuli lười biếng không làm được gì hết. Còn Cam Ly nó... Tôi có nghe kể chuyện về con bé, nó với chồng nó bị người ta đánh đập rất khủng khiếp. Cũng may nhờ thần linh ban phước mà ba của nó mới có thể xuất hiện kịp lúc. Nghe nói chồng cô cũng phải vất vả lắm mới có thể cứu được hai tụi nó mà. Chuyện đó đã lan khắp làng rồi. Cảm ơn thần linh, không ai biết sự thật. Thôi tôi về nha. Dạ thôi đừng. Để tôi giúp bà. Thần Linh ơi, chào thầy giáo. Thần Linh ban phước. Dạ xin chào hai bà. Không sao đâu thầy giáo, tôi mang được dạ, mà. Dạ thôi bà đừng làm vậy, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Để tôi mang về giùm cho, mời bà. Cảm ơn thầy nhiều nha. Không có gì đâu, chúng ta đi thôi. Tôi nghe nói là Nimboli cả ngày cứ chạy nhảy ở quanh ngôi làng này. Sao bà không cho con bé đi học vậy? Con bé mới có học một ngày thôi, cho nên tôi không biết là con bé có học được hay là không học được nữa. Nhưng Nimboli là một cô bé thông minh. Con bé đó thông minh từ bãi rác ra mà thầy giáo. Dạ. Dạ. Dạ tôi... Dạ tôi đã cố gắng không nói chuyện này cho ai biết hết, nhưng mà chúng ta không thể nào thay đổi được sự thật hết thầy giáo à. Thật ra Nimboli là do chúng tôi nhặt được từ bãi rác về. Tôi vẫn còn nhớ như in. Con bé nhỏ xíu, nhìn rất là tội nghiệp. Chính vì vậy tôi đã coi nó như con gái của mình. Chồng của tôi cũng rất thương con bé. Mọi chuyện là vậy. Nếu vậy, hai người đã làm một chuyện tốt. Không phải ai cũng có thể làm được đâu. Đối với một người không có cùng dòng máu với mình nhưng vẫn yêu thương, việc làm này thật sự rất đáng khen ngợi. Nói thật là bà đã cho tôi có được rất nhiều cảm hứng, nên tôi càng có lý do để giúp đỡ cho Nimboli trong bất kỳ hoàn cảnh nào thưa bà. Hãy cho con bé đến trường đi. Trách nhiệm của tôi hiện giờ là cho Nimboli đến trường. Cô bé sẽ được giáo dục tốt nhất thưa bà. Được như vậy cảm ơn thầy nhiều lắm thầy giáo. Mình không hề mong đợi chuyện này. Nếu như ông thầy này muốn con đó tới trường, vậy ai sẽ làm việc nhà cho mình đây? Có chuyện gì vậy? Lý do gì mà anh không thể đợi được trong vòng 10 phút hả? Đối với tôi chuyện này rất quan trọng. Tôi muốn biết con gái của tôi bây giờ ra sao. Nếu như anh thực sự muốn biết con gái của anh hiện giờ ra làm sao, vậy thì anh nên bình tĩnh chứ không phải là gây rối ở chỗ này. Tôi sẽ đưa anh tới chỗ của con gái anh. Những gì anh muốn khiếu nại tôi anh có thể nói sao? Chị, đi theo em. Em cho chị coi trò chơi mới của em. Thiệt hả? Phải mình đi chị. Được rồi, từ từ nè, thôi. Từ từ thôi. Nè.
Đam. Em chưa biết đâu ba của chị là đai đen karate đó em ạ. Chỉ mới có 2 ngày cổ đã khiến anh vui như vậy. Tốt thôi, anh ly dị rồi. Cổ là quá phụ, quá hợp nhau còn gì. Không, mày đang nghĩ gì vậy Anan? Mày không có tình cảm với cô ấy đâu. Cổ là ân nhân của mày mà, tất cả chỉ có vậy thôi, ngoài ra không có gì nữa. Như đầy đủ chưa bà? Cô làm như cô mới làm cho nhà tôi vậy. Cô biết thằng Kunan con trai tôi nó thích ăn mấy cái này thế nào rồi mà. Làm thêm nhiều, thiệt nhiều giùm tôi đi. Có ai nhìn thấy Nimbuli không? Tôi tìm con bé khắp nhà mà không thấy. Con bé nó đi lấy nước rồi cô. Cô có bị điên hay không vậy hả Chani? Cô không biết là con bé bị gì hả? Sao còn kêu nó đi lấy nước nữa? Không, tôi không có kêu con bé. Là tôi kêu nữa đó. Vậy thì sao hả? Cô giết tôi sao? Hà Khi, chỉ biết là con bé đang mệt mà, đứng còn không vững nữa. Lỡ có chuyện gì xảy ra với nó thì sao? Con trai tôi hiện giờ cũng không được khỏe, nhưng nó vẫn học hành rất chăm chỉ. Mọi người ai cũng phải làm việc, nếu không làm việc thì đừng hòng có được cái ăn. Nó cũng phải đóng góp chứ. Con có thể đi được không đó con gái? Dạ được. Cô Trừng, cẩn thận đó cô bé. Ủa, dạ chào thầy. Cảm ơn thầy. Thầy khỏe không hả thầy? Thầy đương nhiên vẫn khỏe rồi. Nhưng còn em thì sao hả Nimbuli? Sao em lại không đến trường học nữa? Nghe thầy, cặp em mang đi học mỗi ngày chắc chắn sẽ nhẹ hơn cái bình nước này rất nhiều lần đó. Nếu em đến trường em sẽ không phải làm những việc này nữa. Nhưng mà thầy ơi, đi học cũng cần phải thông minh nữa mà. Còn em thì lại không có thông minh gì hết. Giống như trong đầu em không có não vậy. Giống như dê hay bò, có thể coi mùng cưa như là đồ ăn vậy. Cơ thể nào cũng có một bộ não hết em à. Chỉ có cái khác là giữa người. Cổ của em bị sao vậy? Nimbuli ai đánh em vậy? Đã có chuyện gì hả? Em nói cho thầy nghe đi. Chuyện gì vậy? Thần Linh ơi, sao em lại khóc vậy Nimbuli? Thôi được rồi, đi theo thầy nhanh lên. Lại đây. Lại đây ngồi đi. Nhanh lên. Lại đây ngồi với thầy hả? Em nín đi. Có chuyện gì vậy Nimbuli? Em nói đi. Có ai đánh em có đúng vậy không? Hả? Có đúng không? Chính Kunan làm em ra nông nổi này. Kunan đã làm gì em? Hả? Nói cho thầy biết mọi chuyện đi Nimbuli. Em đi đến chợ mua rau về theo lời dặn của mẹ. Em nhìn thấy Kunan đi ngoài đường, cậu ấy đạp xe đạp. Rồi cậu ấy kêu em ngồi lên xe để cậu ấy chở em về. Em mới ngồi lên xe cậu ấy. Thank you.
đã đi đến đồn cảnh sát để biết chuyện này. Cảnh sát nói là chú ấy sẽ trừng phạt cậu Gundan cho, nhưng chú ấy lại không làm gì hết. Nimuli đã nói với thầy ấy chuyện gì? Sao con bé khóc dữ vậy ta? Vẫn còn chưa hết đâu. Con gái à, về thôi. Cậu ấy... Khoan đã. Khoan. Những gì Nimuli nói có đúng không vậy? Về thôi con. Tại sao cô không trả lời tôi vậy? Chuyện kinh khủng như vậy xảy ra cho con bé mà cô coi như là không có gì sao? Sao cô im lặng vậy? Còn Gundan đó, cậu ta đã làm những chuyện gì? Sau khi làm những chuyện đó cậu ta vẫn không bị cảnh sát làm gì cậu ta sao? Sao đến giờ vẫn chưa có hình phạt nào dành cho cậu ta hết vậy? Không lẽ là cô không cảm thấy thương cho bé gái này hay sao hả? Cô không cảm thấy đau lòng hay sao? Mọi chuyện không phải như vậy đâu thầy à. Thầy không biết là tôi đã chảy biết bao nhiêu là máu, khóc bao nhiêu đêm chỉ vì con bé này. Con bé như là tất cả đối với tôi vậy. Coi như tôi cầu xin thầy đi, thầy đừng tìm hiểu sâu chuyện này nữa. Nếu không cuộc sống của con bé sẽ càng kinh khủng hơn. Chính vì vậy tôi mới xin thầy đừng hỏi nữa. Hãy vì thần linh đừng làm lớn chuyện này lên. Nếu không người gặp rắc rối nhiều nhất chính là con bé đó. Với lại bây giờ nó cũng không sao nữa rồi. Thầy làm ơn hãy quên chuyện này đi. Về thôi con. Con ơi. Đi. Thấy rồi đó. Tôi đã cố gắng hết sức để cứu con gái của mình. Tôi tin là anh cũng có thể làm như vậy được mà. Hãy để con bé tới trường để cho nó được đi học. Giáo dục không bao giờ thừa với tất cả chúng ta. Nếu như nó được đi học, anh cũng sẽ hãnh diện và tương lai của nó tốt đẹp. Tôi tin là anh cũng rất mong muốn điều đó mà. Dạ tôi hiểu ông Akira. Xin ông đừng lo cho con gái tôi. Tôi sẽ cho nó tới trường đúng như những gì ông đã nói. Cảm ơn anh nhiều. Được rồi, tôi xin phép đi nha. Dạ cảm ơn ông. Linh ơi, chào thầy giáo. Thầy giáo, thầy đến đây đúng lúc quá. Đó, ngay cả thần linh cũng ban phước cho con gái của anh có đúng vậy không? Dạ. Dạ xin chào thầy giáo. Tôi đang thuyết phục cho con bé nó được đến trường. Ba của nó đồng ý rồi thầy, ngày mai nó sẽ đến trường. Được như vậy thì tốt quá. Kể từ bây giờ, những bé gái của làng này được nhờ ông rồi. Dạ thầy. Tôi đến đây là muốn hỏi tại sao trong làng này vẫn còn một bé gái không có công lý với ông Akira. Tôi đã cố gắng hết sức rồi thưa thầy. Tôi thấy rất xấu hổ vì lại có chuyện này. Nhưng mà thầy yên tâm đi, thầy cứ cho tôi biết bé gái đó là ai, ba của bé gái đó là người nào. Tôi sẽ tìm hiểu mọi chuyện, sau đó sẽ giải quyết triệt để. Tôi không thể vì chuyện này ảnh hưởng tới uy tín của làng này đâu thưa thầy. Tên của bé gái đó chính là Nimuli. Bé gái đó lớn lên trong nhà ông Akira. Vấn đề là chắc ông hiểu rõ hơn tôi mà. Nimuli bé gái đó đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, chính từ con trai Gundan của ông đó. Ông có mắt hay là không vậy ông Akira? Tôi nói cho ông nghe, hiện giờ ông đang bầu cử, lời nói của ông phải được đi đôi với hành động đó. Ông nói được thì ông nhất định phải làm được ông Akira. Không phải ông ra đây thuyết phục người dân ở trong làng này là chứng tỏ ông có đạo đức đâu. Tôi nghĩ là bây giờ ông cần phải giải quyết vấn đề trong gia đình của ông trước đã, sau đó mới tới đây ánh sáng luôn soi rọi bóng tối thôi ông. Gundan cho đến bây giờ vẫn chưa bị trừng phạt, tất cả đều là sai lầm của ông đó. Đầu tiên ông muốn được lòng dân, ông nên biết phân biệt rõ sai trái. Những sai lầm con trai ông gây ra, ông không nói gì hết, giống như ông cổ vũ cho việc làm của con trai mình, thì sau này con của ông sẽ không đi bình thường đâu, mà sẽ là chạy đó.
Làm sao mà những chuyện nhà mình lại đến được tai của thầy ấy? Nếu thầy ấy mà nói chuyện này cho Gia Đi Sinh biết, chuyện lớn nhất định sẽ đến. Sao vậy ông Akira? Ông đang nghĩ gì vậy? Thầy theo tôi, lại đây nha. Sao thầy lại nói tôi như vậy hả thầy? Tôi không biết gì hết. Nimuli nói như con gái của tôi. Tôi làm tất cả cho con bé đó mà. Thầy cũng thấy mà. Đó, tôi chỉ muốn tương lai con bé bình yên thôi, cho nên tôi không thể làm lớn chuyện này được. Thầy cũng biết trong xã hội này chỉ có một vết nhơ thôi, nó cũng khiến cho phụ nữ khó sống rồi. Nó sẽ phá hủy cuộc đời của con bé sau này nữa thưa thầy. Làm sao tôi có thể để chuyện đó xảy ra được? Nếu như tôi công khai ra con bé sẽ ra sau đây, tôi không thể chấp nhận một rủi ro lớn như vậy đâu thưa thầy. Một người có trách nhiệm như tôi, những chuyện này tôi phải chịu trách nhiệm nhiều hơn ai hết. Tôi đã nói chuyện này cho cảnh sát biết rồi. Cảnh sát họ cũng đang điều tra mà. Giờ tôi chỉ cầu xin thầy một điều thôi thầy giáo. Thầy hãy nghĩ cho Nimboli con gái của tôi đi. Vì nó mà thầy đừng nói chuyện này cho ai biết thưa thầy. Được rồi ông Akira, ông nói cho tôi biết đi. Cảnh sát điều tra tới đâu rồi? Cảnh sát hả? Thầy giáo à, tôi quên nữa thầy giáo, tôi sắp có một cuộc họp rất quan trọng cho nên là tôi phải đi liền. Nhưng thầy cũng đừng lo lắng về vấn đề đó nữa. Nimuli chắc chắn sẽ đòi lại được công bằng. Có gì mới tôi sẽ báo cho thầy biết liền. Giờ tôi chắc là phải đi liền thôi thầy à. Dạ thầy, tôi xin phép. Vậy tự nhiên lại đau nữa, sáng giờ đau mấy lần rồi đó. Mình phải gọi cho anh Manu mới được. Là ở trên mạng có nói đến triệu chứng của mình, mình phải tìm thử mới được. मारी मानो तो के थाने वाने के चक्कर लगाना छोड़ दो मास्टर जी, लेकिन निम्बोली को इंसाफ मिलने के बाद उस बच्ची के सबसे बड़े गुनाहगार तो आप हैं। आपकी हकीकत दुनिया के सामने, खास तौर पर डॉक्टर एमएलए जगदीश सिंह के सामने आनी चाहिए। दरोगा जी, अभी के अभी मारा घर जाओ और निम्बोली के साथ जो जबरदस्ती हुई है ना, उस बारे में उसका बयान लिखो। आजकल पूजा की तबीयत कैसी रहती है मनु? पता नहीं, उसे तो तीज के बाद में मिला ही नहीं।
तो तीज के दिन पूजा की कैसी तबीयत थी? उस दिन वो बिल्कुल ठीक थी। और प्रेगनेंसी? वो भी बिल्कुल ठीक। आप कौन सी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं? बोरा पकड़, लानत गाड़ी। अरे अरे, आपकी आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं?